Tình dục là thứ bạn làm, tính dục là con người bạn. Tình dục và tính dục là hai khái niệm mà nhiều người vẫn còn nhầm lẫn. Một số thì cho rằng cả hai đều mang cùng ý nghĩa và có thể dùng thay thế nhau. Nhưng thực chất, tình dục chỉ là một phần trong tính dục của con người. Tính dục phản ánh tính cách con người, không phải chỉ là bản chất sinh dục, vì là một biểu đạt tổng thể của nhân cách. Tính dục liên quan tới yếu tố sinh học, tâm lý, xã hội, tinh thần và văn hóa của đời sống. Tính dục được cấu thành từ 4 yếu tố: giới tính khi sinh, bản dạng giới, xu hướng tính dục và thể hiện giới. Giới tính được hiểu là giới tính sinh học hoặc giới tính khi sinh. Khi bạn ra đời, bác sĩ là người quyết định bạn thuộc về giới tính nào, chủ yếu dựa trên bộ phận sinh dục. Nếu một em bé sinh ra với dương vật, bác sĩ sẽ nhận định em bé đó là nam. Nếu một em bé sinh ra với âm đạo, em bé đó sẽ được nhận định là nữ. Với một số trường hợp có những nhận diện giới tính không đặc trưng, hiện nay ở Việt Nam, bác sĩ và cha mẹ thường lựa chọn hình thức can thiệp phẫu thuật để điều chỉnh các đặc điểm sinh lý, cấu tạo cơ thể khớp với giới nam hoặc nữ. Tuy nhiên, trong lĩnh vực giáo dục giới tính toàn diện, các học giả khuyến khích sử dụng định nghĩa liên giới tính để định danh những cá nhân nói trên nhằm tôn trọng và đảm bảo quyền và phẩm giá của họ. Các nghiên cứu cho thấy, cảm nhận về giới của bản thân là một hành trình cá nhân, riêng tư. Vì vậy, việc can thiệp phẫu thuật sẽ gây ra những hậu quả cho cá nhân trong quá trình tìm hiểu bản thân. Tất cả những đặc điểm sinh lý gắn liền với chúng ta từ khi sinh ra được gọi là giới tính khi sinh. Điều cần nhớ là định giới là một hành trình cá nhân, riêng tư và sẽ thật thiếu sót nếu chúng ta chỉ dựa vào khía cạnh sinh học mà bỏ qua khía cạnh xã hội hay khả năng tự nhận dạng, khám phá của cá nhân. Bản dạng giới là cách chúng ta cảm nhận sâu sắc, bền vững về giới mình thuộc về. Trong đó, bản dạng nghĩa là bản sắc mang tính cá nhân của riêng người đó, và giới được hiểu là vị trí, vai trò thể hiện của từng cá nhân trong tương tác với các mối quan hệ xã hội. Quan niệm nhị nguyên giới cho rằng chỉ tồn tại hai giới nam và nữ. Theo thời gian, xã hội dần hình thành các tiêu chuẩn đối với mỗi giới, như nam phải nam tính, cư xử mạnh mẽ, quyết đoán và thực thi trách nhiệm trụ cột trong gia đình. Nữ phải nữ tính, dịu dàng, kín đáo và thuần thục trong các công việc nữ công gia chánh, biết chăm sóc gia đình. Khi một người thể hiện bản dạng giới cá nhân của mình ra bên ngoài, thường sẽ xảy ra quá trình bị ảnh hưởng, điều hướng từ áp lực, kỳ vọng về vai trò giới tới từ xã hội, môi trường xung quanh. Tuy nhiên, con người vẫn có thể tiếp tục khám phá và khẳng định bản dạng của mình thông qua quá trình trải nghiệm, học hỏi kiến thức. Đa số các bé gái khi lớn lên sẽ có bản dạng giới là nữ. Điều tương tự cũng xảy ra với các bé trai. Những người này được gọi là người hợp giới, khi họ có giới tính sinh học phù hợp với bản dạng giới của mình. Người liên giới tính được khuyến khích tìm hiểu về bản thân và quyết định mình thuộc giới nào trước khi họ có nhu cầu về can thiệp y học để thay đổi cơ thể. Một số người sẽ cảm thấy giới tính sinh học không phù hợp với cảm nhận của họ về giới của mình. Trong trường hợp này, họ có thể là người chuyển giới. Đôi khi, một số người nhận thấy bản thân mình không phù hợp với cả giới nam và nữ mà xã hội đã đặt ra. Những người có cảm nhận này có thể nhận định bản thân là người đa dạng giới. Xu hướng tính dục. Hiểu một cách đơn giản, xu hướng tính dục là cảm nhận của bạn về việc mình có cảm xúc hấp dẫn tình dục với một giới cụ thể nào. Mỗi người có một trải nghiệm riêng tư về việc mình bị hấp dẫn với một người khác như thế nào. Tuy nhiên, có thể phân loại xu hướng tính dục theo 4 nhóm nổi bật: đồng tính, dị tính, nhiều hơn một giới và vô tính. Thể hiện giới là cách mà một người truyền tải những đặc tính được quy định bởi văn hóa về nam tính, nữ tính ra bên ngoài qua ngoại hình cơ thể, cử chỉ, điệu bộ nói năng và cả khuôn mẫu hành vi trong giao tiếp với người khác. Một người có thể có thể hiện giới giống với những gì xã hội đã đặt ra, hoặc ngược lại, các yếu tố thể hiện giới vô cùng đa dạng và không hề theo khuôn mẫu nào. Thể hiện giới có thể được sử dụng để truyền tải con người và bản dạng giới, nhưng không phải yếu tố quyết định để kết luận về xu hướng tính dục và giới của một người. Tính dục của loài người cũng đa dạng như sự tồn tại của vạn vật trong tự nhiên, mà trong đó các đặc điểm giới tính khi sinh, bản dạng giới, xu hướng tính dục và thể hiện giới tạo thành 4 đặc tính cá nhân riêng biệt. Chúng ta không thể tách biệt từng yếu tố hoặc sử dụng từng yếu tố riêng biệt trong việc xét đoán và phân tách một cá nhân hay nhóm người chỉ vì giới họ thuộc về hoặc tình cảm họ dành cho đối phương.